Thưa quý sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có cuộc tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc với cử tri, Thủ tướng cho biết định hướng những tháng cuối năm 2023 tiếp tục kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là giữ vững và tăng cường đoàn kết thống nhất siết chặt kỷ luật kỷ cương phát huy dân chủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp đặc biệt là lưu ý không được đùng đẩy né tránh trách nhiệm nhũng nhiễu tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư xuất khẩu tiêu dùng tập trung tháo cỡ khó khăn khắc phục ngay tình trạng sản xuất kinh doanh trì trệ khôi phục và tìm kiếm thị trường đơn hàng mới thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các công trình hạ tầng trọng điểm quan trọng quốc gia đi qua các địa phương chú trọng đảm bảo an sinh xã hội việc làm và đời sống nhân dân lưu ý vấn đề tăng lương và kiểm soát giá nhất là giá lương thực thực phẩm và nhà ở thủ tướng cũng dành nhiều thời gian trả lời làm rõ hơn những vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng lừa đảo trên không gian mạng chế độ bảo hiểm y tế, kết quả khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, chính sách bình ổn giá, nhất là xăng dầu, phân bón và pháp huy động các nguồn vốn để phát triển kết cấu hạ tầng.